Thưa quý vị, tối qua ngày 15 tháng 10, cầu truyền hình Chung tay vì người nghèo năm 2017 đã diễn ra tại hai điểm cầu, Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội và Nhà hát Hòa bình thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tham dự chương trình. Chung tay vì người nghèo năm 2017 là chương trình hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai tháng cao điểm vì người nghèo diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2017. Đồng thời tôn vinh những tấm lòng nhân ái đã chăm lo giúp đỡ ủng hộ người nghèo. Phát biểu kêu gọi cả nước hưởng ứng chung tay vì người nghèo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định giảm nghèo là một chính sách lớn luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân và cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, nhờ sự nỗ lực của các cấp các ngành, sự ủng hộ tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn 5,8% năm 2016, hoàn thành trước thời hạn mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về giảm nghèo, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chân thành cảm ơn và mong các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ, trợ giúp thiết thực cho người nghèo, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững của Việt Nam. Nhân dịp này, bước đầu các cơ quan, tổ chức cá nhân đã quyên góp và cam kết ủng hộ về quỹ người nghèo số tiền 284 tỷ đồng. Hưởng ứng ngày quốc tế chống đói nghèo và cũng là ngày vì người nghèo ở Việt Nam 17 tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức đợt vận động nhắn tin ủng hộ vì người nghèo trên cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia, cổng 1400, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2017 đến hết 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2017, cổng 1400 mở hệ thống để đón nhận đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đã thể hiện sự chung tay vì người nghèo, nhắn tin hưởng ứng đợt vận động vì người nghèo Việt Nam năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trên cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400.